chào các bác. Hôm nay bên em lại tiếp tục về cặp loa Calip KG4. Cũng đã là khá là lâu rồi không về được cặp KG4 nào. Hôm nay về được một cặp KL4 thật là đẹp. Xin lên sóng cùng anh em đam mê audio trên toàn quốc. Thì anh em nào có nhu cầu mời alo trực tiếp cho em đặt trần theo số máy 098 358 6968. Calip KG4 là một trong những cái dòng loa huyền thoại của Calip, được mệnh danh và những cái dòng sản phẩm chiến lược của Calip. Cặp này thì có chiều cao là 70, chiều rộng là 40cm và chiều sâu của nó là 29cm các bác nhé. Với cái toàn thân của nó được làm bằng cái vỏ gỗ sồi vàng rất là đẹp và vân gỗ thì đẹp xuất sắc luôn. Chân đế đầy đủ, cặp loa thiết kế rất là kỹ lưỡng. Các bác nhìn cái phần chân đế này, rồi cái phần loa này rất là đẹp. Cặp này thì về bên em về độ mới còn 95% luôn các bác nhé. Đấu giá mạng còn mới, rất là mới luôn. Cặp Calip KG4 này thì cấu hình của nó sử dụng hai loa mid bass 20cm màng carbon và gân cao su zin, cộng thêm với nữa một loa chép kèn 20cm rất là lớn. Đặc biệt là phía sau của nó thì có thêm một loa bass thụ động 30cm cho cái giải trầm uy lực khủng khiếp luôn. Cặp loa này với cái độ nhạy lên tới 95%, vô cùng là dễ phối ghép. Anh em có thể phối ghép với các dòng âm ly cổ, receiver, âm ly đèn hoặc là bất cứ các cái dòng âm ly nào của Nhật, của Mỹ đều cho ra cái âm thanh rất là tốt luôn. Rồi em Đạt sẽ quay chi tiết cái độ mới của cái cặp loa Calip KG4 để mời anh em cùng xem. Đây, em sẽ quay trước bên này. Thứ nhất là các bác để ý cái vỏ vân gỗ sồi của nó đẹp như thế nào. Độ mới trên 95%. Đấy, độ mới trên 95%. Rất là đẹp. Đó. Đây là một mặt nhé. Đặt tiếp cái mặt thứ hai. Độ mới thì không có gì phải chê rồi. Thành quách góc cạnh thì vuông đét luôn. Rồi, hiếm thấy, đẹp hiếm thấy các bác nhé. Rồi, tiếp theo là chiếc bên này. Đây, mặt sau của nó, em sẽ quay mặt sau của nó trước. Mặt sau của nó thì sẽ gồm một bát 30cm gân cao su. Phía dưới là có cái cọc loa có ghi model là Calip KG4, cọc loa bắp chuối. Đây là phần chân đế. Tiếp thì em quay sang mặt trước đi. Mặt trước của loa đây, đây là hai loa mid bass 20cm và cái bass này nè màng carbon còn rất là trắng và mới, trắng muốt luôn. Gân cao su thì đen bóng, toàn bộ là tuyến loa chưa tháo khỏi khối thùng, nguyên zin 100%. Và cái loa này chưa tháo ốc khỏi khối thùng, ốc còn rất là đẹp. Còn những cái cặp loa nó đẹp từng con ốc đây các bác nhìn nhé, cái phần sơn sần nó đen bóng như thế này, tuyến loa rất là đẹp. Và cái chép này ba này chưa bị cấn móp một chút nào, nhiều đôi thì nó bị nhăn nhăn nhưng đôi này còn rất đẹp. Đây, tiếp theo đó là da chép. Da chép mới như thế này cơ mà các bác. Rồi, sang cái chiếc bên này đi. Chiếc bên này em quay tuyến loa trước đi. Đây, tuyến loa đây, còn rất là đẹp, không có một điểm chê gì luôn. Đấy, loa bass còn trắng bóc, trắng như ngọc trinh. Rất đẹp. Đây là phần chân đế. Cái này nó thiết kế hai cái là nó đẹp ở cái phần chân đế. Đấy, rất là đẹp ở cái phần chân đế luôn. Đây, về ở cái phần góc cạnh. Góc cạnh nó cũng đẹp như thế này cơ mà. Đẹp như thế này thì có gì để chê đâu. Độ mới trên 95%. Đây, phía sau là loa bass 30cm, rất khủng. Calip KG4. KG4. Một số cái thông số ở đằng sau. Đặt hai cái chiếc cạnh nhau. Quay cho các bác cùng xem. Các cái vân gỗ hai bên trùng nhau nhé. Đây, cái mặt này là vân, nó trùng vân gỗ rất đẹp đẹp.
Đây. Em quay như thế này các bác có thể hình dung ra được. Đấy. Đây là vỏ gỗ sồi các bác nhé. Đây vỏ gỗ sồi đấy nhé. Đấy. Gỗ thì các bác gõ vào thì nó rất là cứng. Đấy, vân gỗ trùng nhau luôn. Rất đẹp. Cặp hiếm có. À, tiếp theo là nó còn là hai cái chiếc cái căng. Mình phải đưa gọn cái loa mà. Căng thì nó sử dụng hai chiếc căng nhựa. Căng nhựa zin và có bọc lưới vải bố màu đen. Đồng thời có một cái tem clip ở chính giữa. Đây một chiếc nữa. Có tem clip ở chính giữa. Căng khung zin các bác nhé. Khung zin và vải zin. Vải này thì không có để thay thế đâu. Vải đặc trưng vào dòng clip này. Khi mà lắp cái căng mà thì nó rất là đẹp như thế này. Đó. Lắp cái căng mà nó rất đẹp luôn. Đây. Cặp này thì bên em đặt trần có giá bán là 11.500.000 đồng. Và sản phẩm bên em có ship hàng toàn quốc. Bác nào có nhu cầu mời các bác alo trực tiếp cho em đặt trần theo số máy 098 358 6968. Giá sản phẩm 11.500.000 đồng, không bao gồm phí ship. Cặp này thì nhiều bác đã biết chất âm rồi, bác nào chưa biết thì em cũng xin nói thêm một chút. Cặp Calip KG4 này thì cho cái chất âm rất là vô cùng là hay. Một giải trầm nó xuống cực kỳ là sâu, mình cấu hình của nó rất là gấu. Đồng thời là giải trung, giải chép. Trung thì là rất là thoáng, rộng và lồng lộng luôn. Giải chép thì lên cao. Rất là bông tơi và chi tiết, đặc trưng của các dòng loa Calip, nghe được đa thể loại nhạc, nhạc gì cũng nghe được các bác nhé. Rất là nhiều các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc cổ hay các dòng nhạc cần độ chi tiết nhanh này, tiết tấu nhanh mạnh mẽ này, nó đều đáp ứng được các bác nhé. Và cái giá rất là tốt, giá 11.500.000 đồng, một cái mức giá tốt để các bác chơi. Thì cặp loa này đáp ứng được nhiều các thể loại nhạc mà dễ phối ghép âm ly, một cái mức giá ngon bổ rẻ cho anh em chơi. Mời các bác có nhu cầu các bác nhanh tay alo cho em đặt trần, vì cái sản phẩm này có một cái sản phẩm duy nhất thôi, không có nhiều. Bây giờ mời anh em nghe thử một cái đoạn nhạc em lấy một phát ở trên YouTube, ở trên mạng. Từ bass xuống rất sâu sâu, chép tí tách len keng. Các bạn có thể ngắm được cái hình dung dung nhan của em nó theo các cái hướng để lia cái điện thoại để các bạn xem các hướng. Mang quay rất là kỹ chi tiết thì các bác ở xa mua hàng hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng, thì các bác đã được là xem rất kỹ rồi mà không phải lăn tăn gì cả. Hơn nữa là cặp này rất là đẹp cho nên các bác không phải lăn tăn bất cứ điều gì. Chất âm hay. Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt tiền đổi tay khi dù cơn mê để chua xót trên lối về. Anh em hay gọi đây là mới thiếu hộp sốt. Rượu trần ai hồi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui khi chốn xa vung hay nhận thế.
bát, tiếng trung, tiếng thép đều rất là hay. Và ba giải rõ ràng và đều ba giải. Và cái cặp loa có giá 11.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời các alo cho em đặt trần theo số máy 098 358 6968. Bên em ship hàng toàn quốc, một sản phẩm rất là hay. Bát xuống sâu khủng khiếp luôn. Các bác đeo tai phone vào để cảm nhận rõ nhé. Hoặc là các bác kết nối ra các cái bộ âm thanh ngoài của các bác để nghe rõ hơn. Bác nào chưa đăng ký kênh Đạt Trần Audio Hà Nội, mời các bác nhớ đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật các sản phẩm audio mới nhất. Chất âm của nó thật là tuyệt vời các bạn, tiếng trung, tiếng chép, tiếng bát không chê vào đâu được. Trong này thì em đánh giá chất âm của nó ăn đứt những cái dòng loa Nhật cỡ khoảng 15 triệu đổ về, các dòng Pioneer hay Sang Xuôi này, Kenwood tầm 15 triệu đổ về thì không có cửa so với nó được. Gặp loa được cả thanh lẫn sắc, chơi hay, bày đẹp mà giá cũng vô cùng là hợp lý. Em sẽ mở một cái đoạn Monero để các bác cùng nghe. Cặp này thì em nghe cũng mê mẩn, không muốn tắt đi. Em sẽ test cho các bác một bài nữa để các bác nghe. Âm thanh thực sự là quyến rũ. Rất là ngọt ngào phải không ạ? Cặp loa thể hiện nhạc vàng vô cùng là ngọt ngào. Rồi sau cơn mưa, giông tố.
và cũng không làm mất thời gian của các bác nữa, thì em đặt trần xin kết thúc clip tại đây. Em xin báo giá lại là chiếc cặp loa Clip KG4, cặp loa đẹp xuất sắc và nguyên zin cho cái chất âm vô cùng là hay. Sản phẩm bên em có giá 11.500.000 đồng, không bao gồm phí ship. Bác nào yêu mến hay có nhu cầu mua sắm và sở hữu cặp loa này, mời các bác gọi cho em theo số máy 0983586968. Em đặt trần ship hàng đi toàn quốc. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo. Bác nào chưa đăng ký kênh, mời các bác nhớ đăng ký kênh bên em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.